Đây là chương trình sinh tồn ở nơi hoang dã kiểu nguyên thủy. Họ không chỉ không đói, mà còn được thưởng thức bữa tối hải sản. Quan trọng nhất là cả hai phải cùng nhau làm việc, và thậm chí còn nhận được phần thưởng trị giá triệu đô. Maya và Kay được đưa đến sông Araguaia ở Brazil, một hòn đảo bị nước lũ bao quanh được hình thành trên mặt sông. Ở đây, nhiệt độ gần 30 độ C kết hợp với độ ẩm cao và gây ra cảm giác khó chịu, làm tăng nguy cơ mắc chứng kiệt sức do nhiệt. Sông còn nhiều những nguy hiểm chưa biết. Hãy chờ xem, cả hai sẽ làm thế nào để chinh phục khu rừng này. Nữ chính Maya rất thích những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Đối mặt với thử thách, cô ấy đã học trước các kỹ năng. Tham gia chương trình không chỉ để chinh phục nơi hoang dã khắc nghiệt, mà còn để dành tiền thưởng để nói chuyện với bạn trai. Nam chính Kay là một bậc thầy sinh tồn, tình trạng sức khỏe rất tốt, nhưng lại rất kín đáo. Tham gia chương trình chỉ để kết bạn. Chẳng bao lâu, họ đã gặp nhau trong bụi cây. Ngay khi gặp nhau, Maya rất nhiệt tình, cảm thấy như đã quen biết Kay từ lâu, trò chuyện về nhiều chủ đề. May mắn là Kay kịp thời lấy ra bản đồ, mới đưa cô ấy trở lại chủ đề chính. Sau khi nghiên cứu, hai người quyết định đi tìm một nơi có tài nguyên phong phú để phát triển. Trên đường, Maya khen màu da của Kay rất đẹp, và Kay cười nói rằng cần phải để da để đen như thế mới thời thượng. Chẳng bao lâu, hai người bị một con sông nhỏ cản trở đường đi. Để đến bờ đối diện, phải băng qua con sông này. Cả hai đồng tình và đi thẳng qua. Vừa mới lên bờ, Maya bị những cây gai đâm vào chân, đau đến mức cô ấy rên rỉ. Kay vẫn đang thản nhiên bên cạnh. Điều này khiến Maya trực tiếp tức giận. Kay sợ hãi và ngay lập tức chặt bỏ gai phía trước, để Maya đi trước. Chẳng bao lâu, hai người phát hiện một vùng đất trống, có bóng cây, xung quanh còn có nguồn nước. Đó là một nơi phát triển tốt. Maya nghĩ rằng việc quan trọng nhất là phải đun nước trước, bởi vì thiếu nước là mối đe dọa lớn nhất hiện tại. Kay cũng nghĩ đó là ý tưởng tốt, không nói nhiều thêm nữa. Cả hai cùng nhau làm việc, bắt đầu nhóm lửa. Chẳng bao lâu, lửa đã bốc lên. Sau đó, đặt nước lên và đun sôi. Trong lúc đun nước, cả hai cũng không ngồi yên, thu thập rất nhiều vật liệu, bắt đầu xây dựng trại. Lúc này, ánh nắng làm cho Maya mệt mỏi đến mức tim đập nhanh hơn, cùng với triệu chứng chóng mặt và buồn nôn. Kay nói đây là triệu chứng suy giảm do nhiệt, vội vàng mở nắp nồi để nó nguội. Sau đó, Maya trực tiếp ôm nồi, uống mạnh một cốc nước cho no. Cô ấy đã bổ sung đủ nước, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Nhưng vào buổi tối, Maya không thể ngủ được trong đêm nóng, trong khi Kay lại ngủ say bên cạnh. Điều này khiến cô ấy tức giận ngay lập tức. Sau khi biết tình hình, Kay đã nhanh chóng lập tức xây dựng một hang ổ mát mẻ và thông thoáng. Điều này khiến Maya rất vui mừng. Đến đêm, cả hai đã sử dụng một kỹ năng bị động, tiêu tốn một lượng lớn năng lượng. Maya nói cô ấy đã mệt mỏi và không có sức lực, hai chân run lên. Còn Kay thì khác, anh đã dẫn Maya đi tìm thức ăn. Anh ấy nhanh chóng tìm thấy một cây dừa để bổ sung vài trăm calo cho cả hai. Không ngờ khi trở về trại, trời bắt đầu mưa to. Cơn mưa này khiến cả hai hoảng sợ và bất ngờ. Để tránh bị cảm lạnh, hai người chỉ có thể chia sẻ nhiệt độ để qua đêm. Ngày hôm sau, khi Kay đang lấy nước, thật không ngờ anh phát hiện có cá xuất hiện trong sông. Sau khi trở về trại, anh bắt đầu làm ráo. Sau khi hoàn thành, đặt vào lửa để cho cứng. Bây giờ thì không ai đánh bại được. Hai người nhìn trái phải bên bờ sông. Cuối cùng họ đã tìm thấy mục tiêu, nhanh nhẹn bắt được một con cá lớn, mang về trại và nướng trên lửa. Kay nhanh chóng cắt một miếng cho Maya. Maya cảm thấy chưa chín nên không dám ăn. Sau đó, Kay không thể chờ đợi để thử một miếng, nói rằng đã chín đều, giống như thịt gà, dầu mỡ rất nhiều. Maya nói rằng cô không thích ăn thực phẩm hoang dã, cộng thêm không có gia vị, thể hiện sự chống đối. Nhưng để sống sót, cô ấy chỉ có thể chọn tiếp tục ăn dừa và uống nước để no bụng. Đêm đến mỗi lại làm phiền, dẫn đến cả hai không ngủ đủ giấc. Họ đều nghĩ rằng không thể tiếp tục như vậy đến vòng chung kết. Sau khi thảo luận, hai người chuẩn bị xây một căn nhà theo phong cách Mỹ, ban đầu được sử dụng để chống lại thời tiết khắc nghiệt. Sau khi cải tiến, Kay đang hy vọng có thể tránh khỏi sự tấn công của muỗi. Cả hai đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng, cuối cùng họ đã đào xong cái hang. Sau đó, họ đã trải thêm một ít lá cây và cành cây lên trên. Tiếp theo, họ đã phủ thêm một lớp cát lên trên, chỉ để lại một lỗ nhỏ để có thể ra vào. Cả hai không thể chờ đợi được để thử hiệu quả. Mặc dù không còn muỗi nữa, nhưng cả hai ngồi bên trong, ngay cả chân cũng không thể duỗi thẳng, đừng nói về việc ngủ nữa. Đào hang mất rất nhiều năng lượng, cần phải giảm sức mạnh để tránh ngất xỉu ngay trên đất. Điều này khiến Maya khó chịu đến mức phải thở hổn hển. Điều này khiến Kay quyết định đưa cô ấy đi tìm thức ăn. Cả hai rất may mắn khi bắt được một con cá lớn. Đối diện với bữa ăn lớn này, Maya luôn đang trải qua cuộc chiến tâm lý, trong khi Kay thì ăn mà không biết chán. Đã suy nghĩ rất lâu, cô ấy đã cố gắng ăn, mặc dù không thích. Điều này khiến Kay bên cạnh ngạc nhiên không thôi. Maya nói rằng mặc dù không thích, nhưng không thể không ăn, luôn tốt hơn là không ăn gì cả. Khi đang ăn, cô ấy còn nói rằng uống một chai bia lạnh sẽ tốt hơn. Kay bên cạnh nói đừng nên đòi hỏi. Thời gian cũng đã đến ngày thứ 20. Hai người lấy ra bản đồ và nghiên cứu đường về nhà, phát hiện phải làm một cái gì đó mới có thể bơi qua. Kay nói rằng nếu bơi qua con sông đó trực tiếp, đơn giản là tự tử. Hai người nói xong liền bắt đầu bận rộn. Cả hai làm một chiếc bè gỗ. Ngày hôm sau, hai người sớm rời khỏi. Sau khi trôi qua 3 km trong nước 18 độ, hai người cuối cùng đã lên bờ. Không lâu sau, họ cũng nhìn thấy chiếc taxi đón họ. Điều này khiến hai người hạnh phúc không thôi, hét lên một tiếng vui sướng.